Khả năng viết lách tốt, một trong những kỹ năng có thể giúp ta tạo ra một nguồn thu nhập cao nhưng thường bị bỏ qua vì không biết cách áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Nếu bạn cũng đang ở trong tình trạng này thì bạn đã xem đúng video rồi đấy. Sau đây, Kiến Tạo Khởi Nghiệp Trẻ sẽ giúp bạn tạo blog của riêng mình nơi bạn có thể thỏa sức viết lách. Phần không thể thiếu của bước đầu đặt chân vào một công việc đó chính là tìm hiểu. Blog, một cái tên không còn xa lạ ngày nay, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Blog hay còn gọi là weblog được hiểu đơn giản là một dạng nhật ký trực tuyến. Blog có nét tương tự với website nhưng khác ở chỗ trên giao diện blog, các bài đăng được hiển thị theo chế độ thời gian đảo ngược, tức là những bài viết được đăng sau cùng sẽ hiển thị trên lên đầu trang. Và đây là một nền tảng nơi người viết đưa ra quan điểm, chia sẻ kiến thức của bản thân về một chủ đề nào đó mà họ có kiến thức chuyên sâu hoặc đam mê tìm hiểu. Người cấu trúc một blog thì cũng đơn giản thôi, thường thì có 4 phần chính: header với tiêu đề, menu hoặc thanh điều hướng, và main content, khu vực nội dung chính với các bài đăng trên blog được đánh dấu hoặc sắp xếp từ mới nhất cho đến cũ nhất, sidebar với thanh bên cạnh có hồ sơ xã hội, nội dung yêu thích hoặc lời gọi hành động, và cuối cùng đó chính là footer với chân trang các liên kết có liên quan như tuyên bố, chính sách bảo mật, trang liên hệ, vân vân. Những kiến thức chung về blog vừa rồi thì quá dễ hiểu phải không các bạn? Tuy nhiên, phải bắt đầu như thế nào với blog? Cùng Kiến Tạo Khởi Nghiệp Trẻ thực hiện các bước sau nhé. Bước 1, định hướng cho blog của bạn. Có rất nhiều chủ đề trong đời sống để viết blog như học tập, kinh doanh, làm đẹp, phát triển bản thân và vân vân. Điều bạn cần làm chỉ đơn giản là chọn một hoặc vài những chủ đề trên để làm định hướng cho blog của bạn, và quan trọng chủ đề đó phải là thế mạnh của bạn. Bước 2, lập kế hoạch blog. Bất cứ công việc gì cũng cần có những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, sau khi đã có kế hoạch, bạn chỉ cần làm theo những gì đã vạch sẵn mà không cần phải lo nghĩ xem hôm nay sẽ viết gì. Một quyển lịch sẽ là một công cụ vô cùng quan trọng mà ai cũng cần phải có khi lập kế hoạch. Từ chủ đề mà bạn đã định hướng cho blog của mình, hãy suy nghĩ những nội dung mà mình muốn viết cho mỗi tháng và phân bổ vào các ngày một cách đều đặn. Bước 3, sáng tạo cho blog. Sau khi đã quen dần với việc viết bài blog của mình, hãy chủ động sáng tạo những nội dung hay phù hợp với tâm lý người đọc, từ đó có thể thu hút họ nhiều hơn. Tuy nhiên, đừng dùng các cách tà đạo hay viết nội dung chặt chém rồi cho rằng đó là sáng tạo nhé. Độc giả không nghĩ vậy đâu các bạn ạ. Bước 4, duy trì phong độ. Đến đây, bạn đã tạo ra một nguồn thu nhập riêng cho mình và thậm chí có thể là cao nữa đấy. Nhưng đừng chủ quan mà lơ là, bỏ rơi blog mà bạn đã tốn công gây dựng nên. Bạn hãy tiếp tục sáng tạo và phát triển blog của mình hơn nữa. Các bạn thấy không? Việc viết lách quả thực là một kỹ năng rất tốt để kiếm ra tiền. Hãy bắt đầu từ ngay hôm nay và đừng quên ghé thăm Kiến Tạo Khởi Nghiệp Trẻ để cập nhật thêm thật là nhiều thông tin nhé.